Uh, hiện tại thì chúng ta đang vào phiên giao dịch ngày 15 tháng 9 Và có một thông tin hết sức là quan trọng chính vậy Nên là Hùng Lê sẽ làm bản uh, tin luôn Để cập nhật đến cộng đồng nhà đầu tư thì ở thời điểm hiện tại 9 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay thì ông Lê quan sát dòng tiền và đặc biệt là dòng tiền chờ mua dòng tiền mua đã tăng đột biến ở trong phiên ngày hôm nay điều đó chứng tỏ rằng là cái trạng thái của thị trường từ cái giai đoạn là khi chỉ số VN Index của chúng ta đạt ở vùng 1.250 điểm thì cái dòng tiền chốt lại ở đây và đến cái vùng 1.220 điểm thì cái dòng tiền đó nó đã bắt đầu quay trở lại quay trở lại các anh chị quay trở lại thị trường và dòng tiền đó nó chỉ cần chờ đợi một cơ hội tốt thì nó sẽ uh, nó sẽ xuống lệnh để nó chuyển hóa thành cái dòng tiền mua thực sự của thị trường về chỉ số vn index của chúng ta hiện tại như hùng có phân tích ở trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì chúng ta đã có gáp tăng ato hiện tại thì cây đến giờ đầu tiên chỉ số vn index của chúng ta đã hồi phục lên vùng một nghìn điểm cộng ở đây và tiệm cận đến vùng một nghìn và các anh chị nhìn thấy cây đến giờ thứ hai thì chỉ số này đang có xu hướng test trở lại thì theo quan điểm kỹ thuật của hùng trong phiên giao dịch ngày hôm nay là một phiên tắt ao bắt cá tắt ao bắt cá có nghĩa là gì tát ao bắt cá có nghĩa là thị trường có thể kéo FOMO đầu phiên để cho nhà đầu tư nhỏ lẻ hưng phấn sau đó thì uh, họ sẽ có những cái điểm test lại và đặc biệt là các cái điểm test để mà bắt cá thông thường tạo lập họ sẽ đạp thủng hỗ trợ trong phiên tức là câu chuyện là phiên trong phiên giao dịch ngày qua thùng có phân tích cái vùng 1.220 điểm ở đây nó trở thành một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ then chốt và cực kỳ quan trọng và thông thường khi cái mốc 1.220 điểm bị phá vỡ thì đa phần nhà đầu tư sẽ bán ra vị thế của mình các anh chị đa phần nhà đầu tư sẽ bán ra vị thế của mình tuy nhiên ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì mình nhận diện thấy rằng À chúng ta không phải bán Chúng ta làm ngược lại với đám đông Có thể tạo lập họ sẽ tắt ao bắt cá Và họ đạp thủng qua vùng 120 Có thể đi về vùng 1215 hoặc vùng 1210 ở đây Cái việc đó thì cũng sẽ phân tích thêm ở trong phiên Bởi vì là uh, giao dịch trực tuyến Nên là cái câu chuyện là chúng ta sẽ không thể mà phân tích luôn được Nhưng cái câu chuyện ở đây là khuyến cáo với anh chị em nhà đầu tư Trong phiên giao dịch ngày hôm nay Chúng ta không bán ra vị thế cổ phiếu Mà thay vào đó là ở cái vùng 1250 1245 này chúng ta đã bán đi 50% vị thế cổ phiếu rồi thì bây giờ ở vùng này trong phiên ngày hôm nay và tại những thời điểm thị trường có thể giảm sâu thì chúng ta tập trung bắt đáy các anh chị chúng ta tập trung bắt đáy ở trong phiên ngày hôm nay có thể phiên ngày hôm nay sẽ là một cái phiên để nó có những cái điểm xác nhận đầu tiên để hình thành chân sóng các anh chị điểm xác nhận đầu tiên để hình thành chân sóng như vậy thì cái khả năng mà tạo lập họ họ tát để họ 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 làm cái cái sự uh, uh, họ tạo cho nhà đầu tư một cái cảm giác là à như vậy cái vùng một hai hai hỗ trợ bị phá rồi thì như vậy là gì uh, thuần về phân tích kỹ thuật khi hỗ trợ bị phá thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải bán vị thế uh, cổ phiếu của chúng ta ra đúng không ạ? Nhưng uh, ở trong phiên ngày hôm nay thì hùng nhận diện thấy những cái dấu hiệu về dòng tiền đã quay trở lại thị trường và tương đối là tốt. Ok bây giờ thì chúng hùng sẽ view nhỏ lại một tí để các anh chị nắm được cái uh, cái chân sóng ở ngày ở phiên giao dịch ngày 22 tháng 8 đây anh chị. Đây là chân sóng phiên giao dịch ngày 22 tháng 8 thì tạo lập người ta cũng có những cái bước để người ta đạp thủng qua. Đó, đạp thủng qua chỉ số VN đạp thủng qua ở vùng 1170 điểm ở đây và rút xuống ở vùng 1148 điểm và sau đó rút chân lên, rút chân lên luôn, rút chân lên luôn ở trong phiên giao dịch ngày 21, ngày 22 thì nó rút chân lên và nó phục hồi lại ở vùng 1170. Đó, thì đây gọi là động đây gọi là động tác tắt ao bắt cá và vô hình dung các anh chị nhìn thấy là kể từ cái chân sóng 22 tháng 8 Uh, cá nhân Hùng Lê có phân tích ở uh, cho các anh chị rồi và sau đó đến phiên 23 và đến phiên 24 đó là ba phiên mà chúng ta có những vị thế giải ngân tốt nhất và từ chân sóng đó từ chân sóng đó đến khi mà chỉ số VN Index của chúng ta quay lại vùng 1.250 điểm thì chúng ta thấy rằng uh, đến khi mà chỉ số VN Index quay lại một đoạn chúng ta thấy rằng là tất cả các vị thế tất cả các cổ phiếu tất cả các nhóm ngành đã tăng cực tốt ở trong nhịp sóng vừa qua ok như vậy như vậy ở đây thì bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng là chỉ số vn index của chúng ta hiện tại đây các anh chị index của chúng ta đang có những điểm test lại thì có thể là nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 1237 và sâu hơn sẽ là mút nến ở đây đó là vùng 1223 điểm 1224 điểm thì kỳ vọng là loanh quanh ở đây thì chúng ta sẽ có những cái vị thế để chúng ta bắt đáy các anh chị nhá và thông thường khi chân sóng hình thành thì chúng ta sẽ có ba điểm mua điểm mua thứ nhất đó là điểm mua ở trong phiên mà tạo lập tắt ao bắt cá điểm mua thứ hai đó là điểm mua mà thị trường có thể hồi phiên tắt ao bắt cá thì bao giờ nó cũng hồi và sau đó thì nó sẽ có cái xu hướng test cung kỹ thuật lại đó test cung kỹ thuật lại và đấy sẽ là cái điểm test cung thì chúng ta sẽ mua điểm thứ hai và sau khi test cung mà chúng ta nhận diện thấy rằng à như vậy là thị trường tiếp tục cái xu hướng phục hồi thì chúng ta sẽ có điểm mua thứ ba thông thường thì cũng sẽ khuyến nghị và khuyến cáo nhà đầu tư chúng ta nên có ba điểm mua vị thế đầu tiên như vậy còn sau khi mà chúng ta đã có những vị thế tốt rồi chúng ta có thể ưu tiên chúng ta có thể gia tăng thêm vị thế thêm tỷ trọng nó sẽ rất là ok Uh, nội dung ngắn gọn như vậy thôi. Các anh chị lưu ý trong phiên giao dịch ngày hôm nay và chúng ta bám sát các vị thế để uh, có được những cái cơ hội đầu tư tốt nhất, uh, tối ưu nhất ở uh, trong quá trình đầu tư. Uh, hiện tại thì Hùng Lê đang là chuyên viên phân tích tại công ty cổ phần chứng khoán VPS. Nếu như các anh chị uh, cảm thấy những cái phân tích của cá nhân Hùng Lê có giá trị và hợp với phong cách đầu tư của mình thì cũng mời các anh chị về với team của Hùng Lê để uh, chúng ta có thêm một cái hành trình uh, trên một chặng đường đi rất là dài. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.